Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ cầu Rạch Miễu. Bên này là cồn Thái Sơn nha. Này là của xã Thái Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay mình sẽ đi dạo một vòng khu du lịch Thái Sơn. Hồi nãy nếu các bạn đi thẳng luôn á thì đi qua bên thành phố Mỹ Tho nha. Còn đi ngược hướng sau lưng mình thì đi về Bến Tre. Nói về thành phố Mỹ Tho thôi chứ cái cồn này thì cũng trực thuộc thành phố rồi. Cồn Thái Sơn là một trong bốn cồn ở khu vực này nha. Ở đây thì du lịch thì nó quảng cáo là Tứ Linh, Long Lân, Quy Phụng. Thì cồn Thái Sơn là cồn Lân. Còn cồn Gồng là cồn Tân Long á. Tân Long với Thái Sơn thì thuộc bên Tiền Giang. Còn Quy với Phụng thì thuộc bên Bến Tre. Nếu mà nói về khá giả thì mình thấy chỉ có Tân Long với Thái Sơn là nó trù phú hơn thôi. Còn bên cồn Quy với cồn Phụng thì hơi nghèo nghèo một tí. Mà hay nữa ở đây thì làm du lịch rất là nhiều nha. Nó vừa xuống dốc cầu hay là bạn thấy người ta để điểm bán vé rất là nhiều. Đó bên trái mình thì cái nha, nó để khu du lịch Thái Sơn đó. Nè ở đây nè. Đó phía trước mặt mình đó là cổng chào của ấp Thới Thạnh. Khu vực này thì gần chợ nha, bởi vì nhà cửa rất là đông. Đặc biệt là mấy bạn đi buổi sáng á, hai bên hàng quán nó bán dữ lắm. Nhưng mà mình thấy chợ Thái Sơn này thì cái chợ trước mặt mình thì nó không có đông bằng cái chợ ở trên chỗ Quỹ Ban. Chợ Quỹ Ban thì mới đông nhất. Chợ này làm như là mới, mình nhớ là giống như mới mở thời gian gần đây à. Chứ lúc trước thì chạy ngang thì không có gặp nó. Tại vì bên Thái Sơn thì mình cũng ít đi qua nữa. Như lúc rày mình thấy dọc đường khúc này nè, có mấy cái để mấy cái bánh xe đó, rồi sơn cái màu nâu nâu á, cái trồng bông lên, nhìn cũng hấp dẫn lắm. Nơi này nếu mấy bạn quẹo phải thì hướng đi ra bờ đê nha. Còn đê bên phải không biết là đê trước hay đê sau vậy, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà phía bên phải mình đó là bờ Bến Tre. Còn nếu mà bờ bên trái này á, là bờ bên Mỹ Tho nha. Nè, cái chợ nằm phía bên phải mình nè. Có giờ này thì đóng cửa đây. Chợ này chủ yếu bán buổi sáng không à, mà buổi sáng mình thấy cũng vắng lắm. Chợ rất là lớn nha. Chủ yếu người ta bán dọc dọc với lộ không à. Nè ở đây mấy bạn quẹo trái cũng được nè. Cái hướng này đi ra ngoài khu du lịch cũng có nữa. Khu du lịch thì chủ yếu là nằm dọc cái trục lộ này với cái hướng bên trái mình thôi. Còn bên phải thì mình thấy gần như là không thấy có điểm du lịch nữa. Ở này hai bên thì trồng mấy cây chuông vàng nha, nở rất là đẹp luôn. Với mấy cây dương nữa nè. Cây dương này thì tỉa tàn thông hết trơn này. Ở nhà cửa sát lộ người ta cất để người ta bán quán. Nở này cho nguyên cái dãy cho thuê luôn nè. Thôi như các bạn thấy đó, buôn bán thì chỉ có mấy căn đây. Với giờ mình đi là ngay lúc 12 giờ trưa nha. Ngày xưa thì người ta cất mặt bằng sát lộ để người ta bán quán hoặc người ta cho thuê. Nhưng mà lúc rày mình thấy mặt bằng cho thuê mà sát lộ thì nó cũng trống nhiều lắm. Thậm chí là những khu du lịch cũng vậy đó, đóng cửa khá là nhiều. Gần như là hồi dịch tới giờ, chứ hồi trước dịch mấy bạn đi qua đây nó thấy sung dữ lắm. Ở nhà cửa thì rất là khang trang nha. Đa phần là nhà tường không à. Đó, còn biệt thự mái thái thì gặp rất là nhiều. Cồn này thì ngày xưa trồng nhãn rất là nhiều. Bây giờ thì nhãn nó bị đầu lân rồi. Nên giờ ta đổi sang trồng nhãn xuồng. Mà nhãn xuồng hiện năm có vụ à. Nên có một số thì đổi sang trồng bưởi hoặc là trồng mít, trồng dừa đâu. Đặc biệt là bây giờ đi mấy bạn thấy mít rất là nhiều. Lâu lâu thì gặp vài gốc mà nhãn quế hoặc là nhãn lông á. Mấy gốc nhãn già đó rất là lớn nha. Có gốc bằng cả một thân người luôn á. Còn nhà đẹp thì rất là nhiều. Ở
Đất ở đây bây giờ đụng vô toàn là tiền tỷ không à. Tại vì bữa hổm thì có một bác kia nói với mình đó, là một cái nền ở gần mà ngay chỗ chợ đó là cũng hết mấy tỷ bạc rồi. Là đây có khu du lịch đó nè. Nó đây thì bán vé. Có chỗ có xe điện nữa nha. Đây có khách rồi nè. Du lịch thì mình thấy khách là khoảng chừng 11 giờ đó, 11 giờ trưa đó tới 1 giờ. Còn cái khoảng thời gian trước hoặc là sau đó thì cũng có nhưng mà ít lắm. Mình thấy đỉnh điểm là khoảng từ 11 giờ tới 1 giờ. Bây giờ thì trời đang chuyển mưa nè. Này có xe điện nữa nè. Xe điện hoặc là xe ngựa. Ở đây xả rác quá trời luôn. Lúc rày thì đi gặp cái đường quê nào cũng vậy á. Ngày xưa thì ít chứ còn bây giờ thì nhiều lắm. Rồi hiêm dục rác trộm nữa. Cũng như cái đi cái đường này nãy giờ là bạn thấy là đâu có hùng rác nào đâu. Bởi vì nhiều khi muốn dục cái gì cũng khó nữa. Nè bên trái trồng bông nè. Nó để mấy cái bánh xe đó. Lúc rày thì đang vô tháng mưa bởi vậy cây cối bông hoa rồi rất là tốt. Đặc biệt là cỏ mọc dữ lắm. Chừng nửa tháng mà mấy bạn không phát cỏ thôi là nó mọc dữ lắm. Ở đây cũng có bông nữa nè. Ở nhà cửa thì nằm hai bên lộ thì rất là nhiều nha. Phía sau thì cũng có nhưng mà không bằng. Chỉ có cái hướng bên trái mình, cái hướng bên đó thì mặt đê đó thì người ta làm du lịch đó, bởi vì nhà rất là nhiều. Ở đây nè. Ở xe cũng khá là đông nha. Ở du lịch thì cũng tùy chỗ nữa. Cái này là khu vườn màu tím. Ở nhìn vô thì toàn là màu tím không mà. Xe ngựa cũng màu tím luôn. Ở cái cổng cũng màu tím nữa. Thì có bông giấy là cái màu nó hơi đỏ đỏ đây. Nó đi lại du lịch thì mấy bạn sẽ đi xe ngựa hoặc là đi xuồng chèo rồi ăn trái cây rồi nghe hát cải lương rồi đi lại lò kẹo đâu. Cái chỗ này rất là mát luôn nha. Nó bên trái có chiếc xe ngựa đậu nè. Đi xe ngựa thì nhìn thấy cũng thú vị đó. Nhưng mà mình ngán nhất là cái bao phân ngay chỗ cái đít con ngựa đó. Cái nhiều khi nó nhiều quá, cái mùi nó hôi rất là khó chịu. Còn chạy tiếng đường nè, nhiều khi thì phân ngựa nó rải ở trên lộ cũng có nữa. Mặc dù là có bao đựng rồi nhưng mà lâu lâu thì nó cũng văng ra ngoài hết trơn à. Đặc biệt là đi lên mấy cái khúc cầu á. Tại vì lên những cái khúc đó thì con ngựa nó tốn sức rất là nhiều. Mình thấy một chiếc xe ngựa chắc chở khoảng chừng 5 hoặc là 6 người à. Nhiều khúc mà đi lên những cái dốc á là nhìn con ngựa thấy thương luôn. Mà mình thấy xe ngựa thì đi cái khúc chắc cũng ngắn à, chừng vài trăm mét là chứ không nhiều đâu. Nó hai bên nữa bạn thấy đó, toàn là cây ăn trái không à. Mình nhớ hồi đó như là có trồng sa chê cũng nhiều lắm á. Sau rồi mới trồng nhãn, rồi đổi tới bưởi. Rồi bây giờ thì đang thấy mít nhiều nè. Bây giờ thì bưởi với mít với dừa. Nhãn thì cũng có nhưng mà không nhiều. Nói vậy thôi chứ cũng tùy khúc nha. Có khúc thì trồng rất là nhiều. Đi cái đường lộ lớn thì nhiều khi mấy bạn thấy cây ăn trái nó không có rõ đâu. Mấy bạn đi vô những cái đường nhỏ nhỏ phía trong á. Tại vì giờ lộ thì người ta cất nhà, người ta bán quán đồ hết trơn à, hoặc là làm du lịch đồ. Hổm rày thì ở dưới mình thì gần như là ngày nào cũng mưa nha. Có khi một ngày thì nó mưa nửa ngày cũng có nữa. Nó cũng như bây giờ là bắt đầu chuyển mưa đây nè. Ở đi buổi trưa nên quán xá nó hơi thấy gầu một tí. Trưa này thì chỉ có mấy chỗ du lịch thì nó nhộn nhịp á. Nè xe ngựa đó nè. Xe ngựa này màu tím mà chắc lại chỗ căn nhà màu tím nãy nữa quá. Cái chỗ đó hình như mình thấy mới mọc đây hay gì vậy? Lúc trước mình đi mình không có gặp nữa.
Ở đây thì mấy bạn quẹo phải hoặc là quẹo trái thì đi ra ngoài bờ sông rồi nha. Còn đi thẳng thì đi chút xíu nữa tới cuối cồn rồi. Còn đây mình sẽ quẹo trái nha. Ở đây mình ra ngay chỗ đường và cầu Bà Ngoạn. Nó cầu Bà Ngoạn thì nằm hướng trước mặt mình nè. Ở trước mặt thì có cái con kênh nè. Xuồng chèo chủ yếu đi từ con kênh thì không à. Nè, như thấy có người đang chèo xuồng nè. Đó, một chiếc xuồng vậy thì chừng 3 người hoặc là 2 người thôi. Nếu mà bự thì khoảng chừng 2 người à. Còn nhỏ nhỏ thì khoảng 3-4 người. Nó đầu người, đuôi người. Nước đang lớn nha. Bởi vì chèo nó cũng khỏe. Chứ còn nếu mấy bạn đi cái buổi mà nước cạn đó, vừa bị bù mắt mà lại vừa bị hôi sình đó. Còn xuồng thì nó chèo nó đụng nhau cạch 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 luôn. Tại vì nước cạn thì cái dòng nó nhỏ lại đó. Nên đi lần mình thấy chắc trượt 2 chiếc à. Còn nước lớn thì nó chạy thoải mái hơn. Ở hai bên thì vừa nước với bần mà rất là mát luôn. Nếu bạn nào muốn đi thì lại khu vực này mua vé hay đi thôi. Thường thì một tour mình nhớ lúc trước là khoảng 150 hay 200 gì đó. Còn ăn uống thì không có tính nha. Ăn uống thì ăn tới đâu tính tới đó nha. Cái đó là chỉ là những cái dịch vụ cơ bản thôi. Rồi bạn thấy hai bên nè. Bưởi với dừa với mít. Nó chạy vô những cái con đường nhỏ gì thấy nó rõ hơn. Nè, cũng xe ngựa đây. Ở lâu lâu thì sẽ thấy phân ngựa đây. Nó một cái vườn thì người ta trồng gần như là khá là đa dạng. Nè đây cũng bưởi nè, bưởi mới trồng. Bưởi đợt đầu thì gần như là chết ngắt hết rồi. Giờ là mới trồng lại không à. Tại vì mình nhớ hồi khoảng năm 2012-13 vậy đó. Lúc đó là ai cũng trồng bưởi á. Ta đốn cây ăn trái trồng bưởi rất là nhiều. Trồng khoảng chừng 6-7 năm thì bưởi cái đợt đó giờ nó chết hết rồi. Nên mình sẽ quẹo trái nha. Đi thẳng thì nó ra ngoài đường, ra ngoài bờ sông rồi. Quẹo phải thì chạy xuống chút xíu nữa thì cũng đường cục rồi. Tại vì xuống đó thì vô mấy cái chỗ trái cây hoặc là uống mật ong đúng không à. Nè dọc cái điểm ngoài đây nè. Hai bên thì người ta làm du lịch rất là nhiều. Còn chỗ này như là dẹp tiệm rồi. Có mấy cái chỗ du lịch thì người ta hay ló gạch tàu lắm. Ở đây thì thường là lò kẹo hoặc là mật ong. Vô mấy cái chỗ đó thì mấy bạn sẽ uống trà mật ong hoặc là ăn trái cây hoặc là nghe hát thôi. Vừa ăn trái cây vừa nghe hát. Rồi thêm cái đi xuồng chèo chèo ra ngoài sông lớn nè. Rồi chạy qua bên Cồn Phụng. Qua đó thì mấy bạn tham quan khu di tích Đậu Dừa hoặc là ăn uống gì bên đó. Rồi là về đó. Thì một tour thì nó kéo dài khoảng chừng 2-3 tiếng rồi chứ không nhiều. Là đây khu vực bán đồ lưu niệm nha. Lúc rài thì người ta cũng dẹp bớt rồi. Nè bạn thấy nè, mấy cái sạp này đóng hết rồi. Chứ lúc trước là đi là gần như là đủ hết. Cái chỗ này bán mà nếu mà tính ra thì còn hơn chợ đêm nữa. Tại vì bên mình thì nhiều người ta cũng qua đây người ta thuê sạp người ta bán nè. Hồi trước dịch thì nghe nói bán ngon lắm. Còn bây giờ thì dạng như cầm hơi không à. Khách thì có mấy bữa thứ bảy chủ nhật đó, hoặc là lễ Tết rồi thì nó đông. Chứ còn ngày thường thì nó cũng lác đác à. Bên trái mình mấy căn nhà đẹp đẹp không nha. Cái chỗ nào bạn thấy hàng rào, thấy cổng mà xịn xịn đó, là nhà là xịn không à. Đây kẹo dừa. Ở dưới mình thì nhiều bạn thì đi gói kẹo dừa cũng được lắm. Hoặc là đi lại những khu du lịch này nè. Phụ dọn dẹp hoặc là nấu nướng đâu, hoặc là phục vụ đâu. Còn ví dụ như ai mà ở nhà có vườn đất ấy thì làm nông. Gần như là vấn đề việc làm ở chỗ khu vực này thì rất là nhiều. Còn không thì đi qua bên thành phố thì bên đó thì có mấy khu công nghiệp ở bển. Còn không đi ngược Bến Tre cũng có khu công nghiệp nữa. Chỉ ở đây thì nó ở giữa cồn mà bây giờ có cầu Rạch Miễu thì nó cũng đỡ. Chứ ngày xưa thì cũng ngăn sông cách chợ thì cũng mệt lắm. Thôi hai bên bán rất là nhiều nha. Nhưng mà đa phần đứng ngóng không mà đâu có khách cưới gì đâu. Chứ lúc trước thì mình nhớ mình đi cái đoạn đường này rất là nhộn nhịp luôn. Khách Tây đồ, khách Nga đồ nhiều lắm.
Nhưng mà du lịch ở Việt Nam thì mình thấy đa phần giống như người ta đi một lần rồi người ta đi luôn à. Ít khi nào người ta quay lại lắm. Tại vì đủ thứ chuyện hết trơn à. Bạn nào mà đi nhiều thì chắc biết. Nào đây có trồng mít nữa nè. Nó bây giờ thì mít đang có giá nha, bởi vì trồng rất là nhiều. Là còn mấy cây nhãn nè, nhãn khá là bự á, nhưng mà này bị đầu lon hết trơn à. Này nhãn quế. Có nhãn quế mà mấy cây nhãn bự bự vậy là một cây hái vài chục ký hoặc là tới cả 100 ký là bình thường. Nhưng mà giờ nó bị đầu lon hết rồi. Này phải xịt thuốc đồ dữ lắm mới được. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy đa phần người ta bỏ rồi. Ta đổi sang trồng nhãn xuồng hoặc là trồng bưởi đâu. Các bạn thấy mấy gốc nhãn rất là lớn nha. Bên trái mình không biết xây có cái gì nhìn thấy rất là lớn luôn nè. Giống như kiểu cái cơ quan nhà nước hay sao hay là khách sạn vậy. Nó này nhà đẹp không mà nha. Nó nhà máy thái rất là nhiều. Trong mấy cái cồn thì gần như là cồn này là trù phú nhất rồi. Đến này nó là nguyên một cái xã luôn. Còn ba cái cồn kia thì cồn Tân Long thì là một cái phường cũng khá là nhỏ. Cồn Phụng thì có một cái ấp mà. Còn cồn Cát thì được hai ấp. Nằm ở hai xã nữa. Đó mà thấy trước mặt mình đó. Tàu du lịch đậu rất là nhiều nha. Ở này nhìn thấy cầu Rạch Miễu luôn nè. Còn bên phải thì nhìn thấy cái dãy bờ kè. Nó mới xây đó. Nhưng mà gần như là không thấy ai ở. Ở này lục bình nha. Nhìn ra phía giữa thì ba cái bè cá không à. Thường thì bè cá khu vực này của mình thì nuôi cá điêu hồng nhiều lắm. Ở chỗ nào mà có bè cá thì nó ít lở đất. Ở tại vì mấy cái bè nó chắn sóng bớt rồi. Còn nếu mà ai kỹ nữa thì có người ta lùa lục bình nè, người ta dí lại sát bờ nè, thì nó sẽ hạn chế bị lở. Chứ ở gần sông thì nhiều khi nó lở đồ cũng dữ lắm. Cái chỗ này giống như là cũng kinh doanh rồi mà giờ dẹp rồi nè. Nó bây giờ thì gặp rất là nhiều. Có người thì bán đò, có người thì bán đất. Hoặc là những cái mặt bằng người ta cho thuê lại. Chứ hồi đó thì hồi trước dịch á, chỉ cần mấy bạn chạy đò thôi. Một ngày mấy bạn kiếm vài trăm ngàn là bình thường. Lâu lâu mà nếu mà gặp khách sộp á nha, được cả triệu luôn á. Còn bây giờ thì kiếm chừng trăm, trăm mấy là đổ mồ hôi rồi. Có khi có ngày không có tài chạy nữa. Tại vì đâu có khách đâu mà có tài chạy. Bên phải mình là dừa nước lắm nha. Nói bây giờ mình sẽ chạy lên tới ngay chỗ chân cầu Rạch Miễu. Rồi mình sẽ vòng ra. Nè bên trái cũng có nguyên một căn rất là hoành tráng nữa nè. Có biệt thự đẹp đẹp không à. Các bạn đi ở trong những khu vực thành phố thì đâu có gặp gì đâu. Nè bên trái căn này cũng hết hồn luôn nè. Còn phía trước thì toàn là kiển không nha. Ở này toàn là đại gia không à. Chứ nông dân thì sao mà cất được cái nhà như vậy. Nông dân thì làm mà nhiều khi đủ ăn là mừng rồi. Lâu lâu mà lỡ mà bệnh một cái là coi như là mệt rồi đó. Bệnh nhẹ nhẹ không nói gì nha. Còn bệnh nặng là bị mắc nợ hoặc là bán đất là bình thường. Tại bây giờ thì cây trái mình thấy bán rất là rẻ nữa. Mà lại phải phân thuốc đồ quạo vô. Chứ không thì không có ăn. Sâu nó ăn hết rồi. Nó cũng như nhãn vậy đó. Bình thường ấy thì nó tới 30-40 ngàn một ký. Nhưng mà tới chừng vô mùa thì nó còn có mười mấy ngàn à. Bưởi thì cũng vậy. Bưởi thì lúc trước thì tới 50-60 còn rất là ngon. Cái ai cũng đua nhau trồng á. Còn bây giờ thì trồng quá trời luôn. Bán ra thì bây giờ còn được mười mấy hoặc là hăm mấy. Hăm mấy là bự nhất đó nha. Còn mười mấy là nó ôm xô nó mua hết á. Nè đây mấy cây nhãn nè. Toàn là nhãn quế không à. Bị đầu lân quá trời luôn. Nhãn quế mà bạn thấy chùm chùm. Toàn là đầu lân không à. Ở đây có bưởi nữa nè. Nó nhà thì đẹp đẹp không nha. Nó chạy cái đường này rất là mát luôn á. Ở đây mấy bạn ngắm cầu cũng được nè. Mấy cái chỗ đất trống thì mấy bạn ngó thấy được bè, thấy được cầu rồi đã lắm.
nó đi cái mặt đê bên đây á, thì nhà cửa nó đông, chứ cái mặt đê ở bên phía Bến Tre đó thì nó cũng vắng lắm, bên đó toàn là cây cỏ đúng không ạ? Ở đây nếu mấy bạn quẹo trái hướng đi ra ngay chỗ chợ Thái Sơn nãy nha. Còn đây mình sẽ đi thẳng luôn. Mình chạy lên tới ngay chỗ cầu rồi mình quẹo ra. Hồi làm du lịch thì hồi nãy chỉ có làm khúc có sau lưng mình thôi. Chỗ mà bán ba cái đồ thủ công mỹ nghệ rồi đó. Thì người ta tập trung khúc đó là nhiều. Còn trên đây thì không có. Tại vì khúc đó thì mấy bạn tấp vô đó thì từ bên ngay chỗ vườn hoa Lạc Hồng đó. Thì chạy qua đó thì nó cũng gần. Rồi dòng xuống ngay chỗ Cồn Phụng thì nó cũng được nữa. Chứ còn chạy lên đây mà dòng xuống thì nó hơi xa, nó không có thuận đường lắm. Bởi vì làm du lịch thì nó cũng tùy theo cụm nữa. Cũng như ví dụ như bạn mở du lịch ở trên đây đi, là mấy bạn chơi vơi có một mình, nhiều khi không có ăn nhậu được với ai á. Còn ở dưới thì nó gần cái con gạch nữa, người ta kết hợp được với nhau. Còn nếu mấy bạn không kết hợp được là coi như là thất bại rồi. Là bên trái mình có cái dàn bông giấy này rất là đã lắm nha, nó 4 5 màu luôn, nó nội hai cái chậu thôi là nhìn thấy cũng hấp dẫn rồi. Đây đất ở bên Cồn Thái Sơn thì khá là cao nha, nó gần như là nó phẳng phẳng hết trơn à. Thỉnh thoảng thì có mấy khúc hấp hấp mình thấy cũng có đê nữa, nhưng mà rất là ít. Còn bên Cồn Tân Long cũng vậy nữa. Còn riêng Cồn Phụng với Cồn Quy á, hay gọi là Cồn Cát đó, thì hai cồn đó thì phải có đê bao, tại vì nó khá là hấp, nó hấp hơn mực nước. Bởi vì ở bên mình thì lâu lâu bể đê hoài à, bên Cồn Phụng gần như là cứ vài năm là thế nào cũng có bị dính một chấu à. Mà mỗi lần nó bể đê vậy là cá rồi nó đi láng hết trơn à. Cây thì nó ngáp ngáp thôi chứ nó không chết, nhưng mà cá là nó đi hết. Hoặc là mỗi lần bão cũng gì nữa, bão tới thì mấy cái cồn nhỏ nhỏ đó người ta phải bắt di dân ở đất liền, còn những cái cồn bự thì không đến nỗi nào. Ở đây mình sẽ quẹo ra ngoài ngay chỗ đường lớn nha. Ở đây quẹo phải còn chạy lên được nữa. Còn này mình sẽ chạy dọc cái đường ngay chỗ chân cầu nè. Cái khúc lộ này nó hơi xấu. Bên phải mình thì gần như là cỏ mà. Khúc này như là của BOT. Ở đây thì nước ngập qua trời luôn. Không phải nước ngập nữa mà là mưa nhiều á, để động dũng chưa có rút được. Ở đây làm như là cái bãi rác hay nhỉ. À, xe rác quá trời mà đổ đây một đống ngùn ngùn nữa nè. Bên trái mình thì cũng có cái chỗ bán vé nữa nè. Nó vừa xuống cầu là bạn thấy nhiều lắm. Thậm chí là nhiều khi hướng dẫn hoặc là mấy bạn bán vé rồi đó, người ta đứng ngoài đường người ta ngoắc ngoắc cũng có nữa. Bạn nào đi không biết thì cứ tưởng người quen không, chứ thật sự người ta kêu người ta bán vé. Thậm chí là cái trường hợp mà chèo kéo nhau cũng có nữa. Cũng như như cách đây khoảng chừng 5 hay năm gì đó, hai công ty giành khách với nhau quýnh lộn cũng có nữa, đủ kiểu hết trơn à. Nói chung thì cũng vì miếng cơm manh áo đây. Cái này nếu các bạn đi thẳng thì cái hướng chạy lên đầu cồn nhé, chạy lên Quỷ Quan hoặc là lên cầu Rạch Miễu 2 đó. Còn nên mình sẽ quẹo trái, giờ mình sẽ chạy về. Nè cũng như hai bên chỗ này bán cà phê bán nước mía luôn nè, gần như cũng không khách khứa gì hết. Đó phía trước mặt mình thì có mấy bạn đứng để đón khách nè, với bán vé đâu. Nó thấy xe qua chạy vô là ngoắc. Thường ví dụ như khách đi lần đầu đó thì thấy ngoắc vậy người ta sẽ ghé. Còn những mà tài xế mà lâu năm rồi đó, người ta đã có điểm rồi thì người ta chạy tới chỗ người ta thôi. Là bên phải mình cũng có nữa nè. Nó có xe điện đưa rước luôn nha, rất là tiện luôn. Với cái trạm thu phí ở bên Thái Sơn nè, nó dọn mất tiêu rồi. Chỉ có còn thu ở bên Bến Tre thôi. Bởi vì xe chạy đây hiện tấp nó đỡ được cái tiền
phía qua cầu. Và rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.